ba nước cấm máy bay chở ngoại trưởng Nga. Nga nói ba nước láng giềng của Serbia không cho phép máy bay dự kiến chở ngoại trưởng Lavrov qua không phận để tới Belgrade, thuộc buộc ông phải hủy lịch trình. Các quốc gia giáp biên giới với Serbia đã đóng cửa tuyến hàng không duy nhất cho máy bay chở ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới nước này công du. Phái đoàn Nga dự kiến hội đàm tại Belgrade, nhưng Liên minh châu EU và các nước thành viên NATO đã đóng cửa không phận của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm mùng 5 tháng 6 cho hay, một nguồn tin ngoại giao của Nga cho biết ba nước đóng cửa không phận với máy bay chở ngoại trưởng Nga là Montenegro, Bắc Macedonia và Bulgaria. Đại sứ Nga tại Bulgaria, Eleonora Michofanova xác nhận là Sofia từ chối cho phép máy bay của chính phủ Nga qua không phận. Ngoại trưởng Lavrov dự kiến là thăm thủ đô Belgrade của Serbia từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 và hội đàm với Tổng thống Aleksandro Vucic. Tuy nhiên, do quyết định của ba quốc gia láng giềng với Serbia, ông đã hủy chuyến đi này. Các nước láng giềng khác của Serbia được cho là cũng đã áp lệnh là cấm máy bay của Nga theo lệnh trừng phạt của phương Tây. Serbia, quốc gia có quan hệ văn hóa chặt chẽ với Nga, đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Vucic nhất trí rằng Moscow sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Serbia với giá rẻ nhất châu Âu. Hợp đồng cung cấp khí đốt này sẽ được lên kế hoạch ký kết trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov tới Belgrade. Hợp đồng cung cấp khí đốt 10 năm hiện tại của Bengres với tập đoàn năng lượng khổng lồ Nga Gazprom sẽ hết hạn vào ngày 7 6. Tổng thống Vučić dự kiến là gặp đại sứ Nga Alexandra Bukhan Ashenko trong hôm nay để thảo luận về quyết định đóng không phận của ban nước láng giềng. Ông Vučić đã lên kế hoạch thảo luận với Ngoại trưởng Larov về việc cung cấp khí đốt cho Serbia, bao gồm các vấn đề liên quan đến giá cả, số lượng cũng như là an ninh nguồn cung. Nếu không bị hủy, đây có thể là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao của Nga tới Serbia từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra.